Ngọc Thơ, Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Facebook bị tố tiếp tay cho Việt Nam bớt nghẹt tự do ngôn luận. Ngày 19 tháng 6, AFA loan tin, Facebook đang giúp Việt Nam bớt nghẹt tự do ngôn luận. Theo đó, Facebook đang giúp cho chính phủ Hà Nội bớt nghẹt tự do ngôn luận, trong khi cách đây gần một thập niên từng góp phần đem lại quyền này cho nhiều người dân tại Việt Nam. Hình ảnh tin trên AFA. FI cho biết Washington Post ngày 19 tháng 6 dẫn lời của hai người từng làm việc với Facebook trong thời kỳ đầu tại châu Á, cả hai đều phát biểu trong điều kiện ẩn danh vì sợ bị trả thù. Theo hai người này, lúc đó dân chúng khắp nơi trên cả nước có thể dùng thông tin liên lạc trực tiếp với nhau về những vấn đề thời sự, người dùng đăng tải tình trạng lạm quyền của công an, thực tế lãng phí của chính phủ và chọc thủng hệ thống tuyên truyền của Đảng Cộng sản cầm quyền. Một trong hai người cho rằng điều đó có thể được cảm nhận như một sự giải phóng và facebook góp phần tạo nên cuộc cách mạng đó qua thời gian đến nay việt nam trở thành thị trường lớn thứ bảy của facebook trên toàn thế giới trước sự bùng nổ đó chính phủ việt nam ngày càng đòi hỏi facebook phải có hạn chế nghiêm ngặt hơn theo afa washington post cũng dẫn nguồn từ bốn người từng làm việc cho hãng meta công ty mẹ của facebook các nhóm nhân quyền giới quan sát và những nhà vận động hành lang cho biết Facebook phải nhượng bộ nhiều lần trước yêu cầu của chính phủ toàn trị Hà Nội. Facebook thường xuyên kiểm duyệt giới bất đồng và buộc loại trừ những người dùng bị chính phủ xem là mối đe dọa cho chế độ ra khỏi nền tảng mạng xã hội này. hãng Meta thông qua một danh sách nội bộ những quan chức Đảng Cộng sản không được chỉ trích trên Facebook. Danh sách này được giữ kín ngay cả trong nội bộ Meta và chưa hề được báo cáo trước đây danh sách còn có những hướng dẫn trong việc kiểm soát nội dung trên mạng facebook và những hướng dẫn này phần lớn do các giới chức việt nam soạn thảo bản danh sách đó là độc nhất vô nhị ở khu vực đông nam á afa cho hay ngoài biện pháp đó vẫn afa cho hay trong những tháng gần đây việt nam còn đẩy mạnh những yêu cầu giới hạn nghiêm ngặt hơn nữa đối với facebook hãng meta được nói là đang sẵn sàng siết chặt kiểm soát thêm theo yêu cầu của chính phủ hà nội do bị đe dọa, nếu không thực hiện thì phải lưu trữ dữ liệu tại các máy chủ ở Việt Nam. Biện pháp này gia tăng cảnh báo về vấn đề quyền riêng tư và an ninh thông tin cho người dùng. Hình ảnh bài trên báo Người Việt. Cũng ngày 19 tháng 6, báo Người Việt có bài Facebook tiếp tay cộng sản Việt Nam siết chặt tự do thông tin của người dân. Theo báo Người Việt, cộng sản Việt Nam liên tiếp làm ra các luật lệ mới ngày càng ngặt nghèo hơn để bỏ tù người dân nhưng rất nhiều người vẫn không sợ. Ai có điện thoại thông minh hay máy computer vào Internet cũng đều có thể thấy tin tức, hình ảnh và nhiều khi kèm theo các video sự việc từ đàn áp cưỡng chế đất, biểu tình chống Formosa, đầu độc biển miền Trung, chống các luật đặc khu, luật an ninh mạng. Báo Người Việt cho biết Cộng sản Việt Nam nhiều lần bắn tiếng đòi Facebook nộp thuế lợi tức cũng như đe dọa cấm hoạt động tại Việt Nam nếu không thi hành các đòi hỏi kiểm duyệt nội dung. Trên báo chí tại Việt Nam, nhiều lần bộ thông tin truyền thông của chế độ khoe số lượng các trang mạng độc hại bị Facebook hoặc YouTube khóa, xóa, tức là bớt nghẹt theo lệnh của nhà cầm quyền ngày một nhiều hơn. Những thông tin bình luận nhẹ tội thì chỉ bị xóa với cáo buộc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Sau một số lần thì các trang cá nhân có thể bị khóa một hay vài tháng. Trừng phạt nặng hơn thì có thể khóa vĩnh viễn. Nhiều người dùng đã từng khiếu nại với Facebook nhưng ít khi nhận được giải thích thỏa đáng. Hàng trăm người đã bị Cộng sản Việt Nam bỏ tù vì những bài viết hoặc chia sẻ thông tin độc hại trên mạng xã hội. Vẫn theo báo Người Việt, không chỉ có Meta gỡ bỏ những thông tin nhạy cảm theo lệnh của Cộng sản Việt Nam. Từ năm 2019, công ty Google, chủ nhân của YouTube, đã nhận được hơn 2.000 đòi hỏi từ Cộng sản Việt Nam buộc phải gỡ bỏ nội dung và họ đã thi hành hầu hết theo dữ liệu của công ty. TikTok cho hay họ cũng đã gỡ bỏ hoặc siết lại 300 bài đăng từ Việt Nam hồi năm ngoái vì cho rằng vi phạm luật lệ nước này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Facebook bị tố tiếp tay cho Việt Nam bớt nghẹt tự do ngôn luận luật sư và tội dám nói lên sự thật. Ngày 18 tháng 6, blog Gió Bất trên AFA có bài Luật sư Đào Kim Lân sẽ báo cáo gì với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc? Bài viết cho biết các luật sư bào chữa cho các bị can vụ tỉnh thất bồng lai đang có nguy cơ bị khởi tố, bị bắt giam theo Điều 331. Khi mà công an Long An đang điều tra, truy tìm họ, thậm chí cấm xuất cảnh và sách nhiễu người thân của họ hình ảnh bài trên AFA. Với mong muốn làm sáng tỏ vụ việc, liên tiếp từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 6, luật sư Đào Kim Lân đã có nhiều buổi livestream và cho biết ông đang chuẩn bị hồ sơ để báo cáo sự việc lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tác giả bài viết tóm lược nội dung trần tình của luật sư như sau. Trong vụ tỉnh thất bồng lai, luật sư Lân và đồng nghiệp buộc lòng phải nhiều lần gửi văn bản tố cáo lên cấp trên vì công an địa phương đã vi phạm pháp luật quá nghiêm trọng, gây ra oan trái, bất công với người vô tội. Tại sao ban đầu công an công bố thông tin là bắt khẩn cấp, bắt quả tang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có hình ảnh vật chứng, nhưng sau đó lại khởi tố theo điều 331? Tại sao khởi tố theo điều 331 nhưng công an lại bao vây canh giữ tỉnh thức, không cho ai ra vào? Công an đã đóng quân từ ngoài vào trong nhà, tịch thu xe các sóng wifi, làm cho các cháu bé không thể học trong suốt một thời gian dài. Để làm cho sáng tỏ vụ án, các luật sư đã lập ra kênh YouTube Nhật Ký Luật Sư, cung cấp những thông tin chính thống của vụ án theo hồ sơ vụ án, các hoạt động pháp luật của các luật sư trong từng giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử, bình luận giải thích pháp luật về các tình huống có liên quan, ngược lại công an Long An, lại tạo dựng những chứng cứ giả để mời và tiếp theo là để truy tìm các luật sư. Người bị tố cáo lại đi điều tra xử lý người tố cáo. Đây là việc làm ngược ngạo hiếm có. Hơn thế nữa, trách nhiệm hình sự là trách nhiệm cá nhân. Cho dù luật sư Lân có phạm tội, thì vợ con ông không hề tham gia, không phải chịu trách nhiệm gì. Nhưng công an Long An lại đe dọa đàn áp người thân của luật sư Lân. Đây là hành vi khủng bố, không phải là cách hành xử của cơ quan pháp luật. Trước nguy cơ có thể bị truy tố, luật sư Lân buộc Long phải cầu cứu đến các cơ quan quốc tế, cụ thể là Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, mà Việt Nam là một quốc gia thành viên. Hình ảnh các luật sư vụ tình thất bồng lai. Luật sư Lân dự kiến sẽ trình bày nội dung chính là các vi phạm tố tụng, những hành vi sai phạm pháp luật của Công an huyện Đức Hòa và Công an tỉnh Long An. Ông đang hoàn thiện các văn bản này và đang nhờ dịch ra tiếng Anh. Công an Đức Hòa đã bao che, bỏ lọt tội phạm trong vụ vợ chồng ông Võ Văn Thắng, dẫn đầu gần 50 người xông vào tỉnh Thất, lấy cớ tìm con để hành hung gây thương tích, cướp tài sản. Tỉnh Thất Bồng Lai đã tố cáo sự việc này với ba tội danh xâm nhập chỗ ở trái phép, cố ý gây thương tích và cướp tài sản nhưng công an Đức Hòa chỉ khởi tố một tội, đó là cố ý gây thương tích. Đồng thời họ còn có văn bản trả lời rằng hành vi của 50 người xông vào tỉnh thất là không phạm pháp. Chính cách hành xử này khiến cho các thành viên tỉnh thất bức xúc nói công an bao che tội phạm. Rồi cũng vì phát ngôn bức xúc đó mà họ bị cáo buộc phạm tội theo điều 331. Sự kiện ông Trần Quốc Thắng, công an Đức Hòa mời cô Diễm My lên công an huyện rồi cách ly cô với các thành viên khác của tỉnh thất, cưỡng chế bằng sức mạnh để giao Diễm My cho vợ chồng ông Thắng bắt về nhà giam giữ. Bức xúc việc Diễm My bị bắt, các thành viên tỉnh thất hô hoáng công an bắt người. Đây là sự việc có thật, nhưng những người nói lên sự thật lại bị đi tù theo điều 331. Sau đó xuất hiện hai clip của Diễm My tố cáo vợ chồng ông Thắng giam giữ trái phép cô nhiều tháng trời. Ông Thắng có hành vi quấy rối tình dục xâm phạm thân thể cô. Diễm My cũng tố cáo công an Trần Quốc Thắng đã lừa ký giấy mời cô lên làm việc, rồi dùng sức mạnh xâm phạm thân thể bắt cóc cô. Diễm My cũng tố cáo đích danh thầy chùa Thích Nhật Từ tòa rập với ông Thắng, bàn mưu bức hại tịnh thất với nhiều thủ đoạn độc ác. Trong tâm trạng bị kích động, Diễm My đã dùng lời lẽ hết sức nặng nề, nhục mạ lên án các đối tượng mà cô tố cáo, nhất là với cha mẹ ruột ông Thắng, bà Mai. Hai clip này đã trở thành bằng chứng rõ ràng nhất, điển hình nhất về vi phạm Điều 331. Diễm My từ người bị hại trở thành người vi phạm, sau đó cô đã bị bốc hơi suốt mấy năm qua không còn tâm tích. Hình ảnh các nạn nhân trong vụ tỉnh thất bồng lai bị kết án theo Điều 331. Nghiêm trọng hơn, công an Long An đã tạo dựng chứng cứ giả trắng trợn để cáo buộc xúc phạm danh dự các thành viên tỉnh thất. Ngày 5 tháng 1 năm 2022, Công an cung cấp thông tin cho báo chí khởi tố tỉnh thất Bồng Lai về 3 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, loạn luân và điều 331. Thế nhưng sau đó, các báo đồng loạt đăng lại mà không hề đính chính là khởi tố theo một tội điều 331. Và đến nay, sau hai phiên xử sơ phúc thẩm, vẫn chỉ có một tội về điều 331. Thế nhưng trước và sau phiên tòa, nhiều lần báo chí tung tin hình ảnh về bài kết luận giám định ADN cho thấy nhiều trẻ em trong tỉnh thất là con loạn luân. Báo chí đăng cả phả hệ cho rằng bé này là con ai, bé kia là con ai. Theo kết quả giám định ADN khi thò ra khi thuộc vào, bác sĩ Phan Xuân Trung xem xét theo phả hệ này thì phát hiện ra cụ Lê Tùng Vân là một siêu nhân. Từ khi còn nhỏ đến 60 tuổi thì không có con, nhưng từ sau 60 cho đến 89 tuổi lại có đến 13 đứa con những chứng cứ mà công an Long An quy chụp cho tỉnh thất vi phạm điều 331 cũng là sự quy kết tạo dựng. Họ cắt ráp lời giảng của cụ Lê Tùng Vân, dạy mọi người phải thượng tôn pháp luật thành câu nói khác và quy tội, phỉ bán tôn giáo và pháp luật. Cái tội lớn nhất của tỉnh thất bồng lai là dám nói lên sự thật, dám tố cáo công an Đức Hòa đòi hối lộ. Lần này đến lượt các luật sư của tỉnh thất phải trả giá cho việc nói lên sự thật về những sai phạm của công an, luật sư Đào Kim Lân khẳng định ông chấp nhận sự bất trắc thậm chí cả sự an nguy cho bản thân nhưng phải nói lên sự thật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Luật sư và tội dám nói lên sự thật. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đề.